Happy Monday mọi người xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê Dưới xây là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha thì dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó sắp có chuyện để mà thời sự đây đó là câu chuyện về anh Biden cũng như là cái Bill Back của anh tại đơn giản mà nói là chúng ta nghe cũng cũng khá là nhiều cái câu chuyện về Bill Back Better nếu mà mọi người xem tức Mỹ ok thì cái bây là, là cái dự lực mà một ngàn từ ba ngàn năm trăm tỷ mà nó xuống ghét mà coi như là hiện giờ còn có một 500 năm trăm tỷ mà chính quyền ông Biden với ông Biden để nói chung là đi khắp nước Mỹ để mà vận động giống như là vận động tranh cử vậy đó đại cái để làm gì để mà quảng cáo cho người dân Mỹ chúng ta để mà lấy lòng người dân Mỹ chúng ta bằng cách là đem một số trang nhất và mình xin lặp lại đem một số trang nhất đem một số điều ở trang các trang nhất của cái dự lực uh, đó Tại vì trang cái cái dự lực Bill bây giờ nó dài tới hơn 2.000 trang lận là... Mà những cái điều mà họ nói chẳng hạn như là Extend uh, kéo dài Child tax credit Rồi này tạo công nhân việc làm, đào tạo năng lượng xanh, mở rộng Medicare, đồ giảm uh, tiền uh, mua thuốc, đồ này kia Nó chỉ nằm ở một số trang nhất thôi Còn 2.000 trang còn lại họ không có nói, chính xác họ không biết nữa lấy đâu mà nói <laughs> Mọi người thấy mắc cười không? hai trang, 2.000 trang đó, mọi người nghĩ tưởng tượng xem mọi người đưa một cái quyển sách dày 2.000 trang tức là nó dày có một mét vậy nè và mọi người đưa cho một cái ông 78 tuổi đưa cho tức là ông Biden đó đưa cho một cái bà 80 tuổi tức là Nancy Pelosi tức là House Speaker tức là chủ tịch hạ viện của nước Mỹ đưa cho ông Chuck Schumer tức là ông Majority Leader lãnh đạo đảng dân chủ trên thượng viện và bao nhiêu hoặc là ông Bernie Sanders cũng 78 tuổi tức là thượng nghị sĩ của đảng dân chủ trên thượng viện thì và bao nhiêu người khác cũng bảy mươi mấy tuổi hoặc là bảy tám tuổi gì đó hay thậm chí là bà thượng nghị sĩ Feinstein tức là bà đã 87 tuổi rồi và mình xin lập lại 87 tuổi bà là thượng nghị sĩ của bang California thì mọi người hãy tưởng tượng xem đưa một chồng giấy Nó dày gì hai ngàn hai có hai trăm trang giấy Nó dày cả một mét gì nè và mỗi một trang đó là coi như là đầy chữ hết thì mọi người hãy đưa cho các ông cụ bà lão như vậy Mọi người nghĩ họ sẽ đọc bao lâu mới xong Mình cho họ đọc 3 tháng trời Không biết có xong chưa nữa Mình nói thiệt 3 tháng không biết có xong chưa Nếu mà ngày nào cũng đọc từ sáng đến tối nha Nếu mà chưa kể Cái vấn đó vấn đói cũng là một vấn đề nữa Thì bây giờ thêm một vấn đề khác Nếu mà họ có đọc xong đi nữa Nếu mà sau 3-4 tháng Mà các ông cụ bà lão trong quốc hội Mỹ đó, đó Họ có đọc xong đúng không Thì mình đảm bảo họ đọc xong là họ sẽ quên hết họ đọc xong là họ họ vừa đọc xong trang cuối là họ quên hết những trang mà họ vừa đọc luôn cũng như không nói cách khác là gì họ đọc xong quên hết cũng như không luôn đó ok mọi người tưởng tượng đừng có nói chi là các ông cụ bà lão mình đem một cái ví dụ khác mọi người đưa một cái quyển sách cho bất cứ cái đứa học sinh sinh viên nào ở trên cái hành tinh này ngoại trừ cái đứa đó là nó thông minh giống như là nhà bác học đại đại tài nào đó thì mình không biết chứ cái kiểu mà học sinh sinh viên bình thường là không có cửa mà nó có thể hiểu hết cái nội dung trong vòng mấy ngàn trang đó mà trong vòng có mấy tháng trời được không à, đó là chuyện đó. Nó, nó trước đây nó không thể nào đọc trong mấy ngàn trang đó cho dù đọc xong đi nữa nó cũng quên hết rồi mình đảm bảo thì cái nói ở đây có nghĩa là gì nói ở đây có nghĩa là cái dự luật đó nó quá trời nhiều chi tiết và nó cố tình nó làm vậy là để nó che giấu những cái điều khoản mà chúng ta không biết trong đó chẳng hạn như là tăng thế này tăng thế kia ok cho dân lậu cái này cho dân lậu cái kia ok rồi hạn chế điều khoản này hạn chế điều khoản kia nói chung là đủ thứ trên cõi đời này hết yeah, ok vấn đề nó là gì nhưng mà cái vấn đề mấu chốt nhất hiện giờ là gì trước tiên là cái gì, cái gì? Bill biodata khả năng cao là nó sẽ không thông qua được cho từ đây cho tới năm sau rồi đó qua năm sau vài tháng nữa thì may ra may ra khi đó ông Joe Manchin với ở bên phía ông Biden Nancy Pelosi đồ này kia họ đạt được một cái thỏa thuận nào đó thì ok họ có thể thông qua nó sau khi cắt giảm thêm một mớ nữa thì ok miễn cưỡng nó có thể thông qua đi nhưng mà đó là chuyện của vài tháng nữa thì còn cái quan trọng hiện giờ là gì cái mà làm cho nó hiện giờ nó gói bời là gì cái bill back bây của Biden đó sẽ làm cho nước Mỹ thâm thủng thêm 3.000 tỷ đô la nữa theo cái CPO CPO á CBO á, là một cơ quan về uh, kiểm soát tài chính ở trên thượng viện hay không? hội đồng quản lý tài uh, ngân sách ở trên thượng viện kể như là gì công việc của họ là nghiên cứu các cái dự lực nào mà chi tiêu khổng lồ giống như là cái Bill bây vậy đó để mà xem coi thật sự ra nó sẽ tiêu tốn tiền thế của người mỹ chúng ta bao nhiêu tiền nó sẽ làm ảnh hưởng tới ngân sách mỹ như thế nào vân 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 trong cái điều khoản này nó CBO báo cáo lại là cái Bill Back BR nó sẽ làm nước Mỹ thâm thủng thêm 3.000 tỷ đô la nữa 3.000 tỷ đô la là mọi người có thể hình dung được nó lớn như thế nào nó có thể mua được toàn trái đất này luôn á 3.000 tỷ đô la là mọi người nếu mà quy ra tiền nước ngoài đó nghe chắc chúng ta phải dùng mà coi như là một cái máy mà siêu, siêu máy tính máy tính nổi với máy tính bình thường chắc nổ máy luôn á nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi cái mấu chốt là gì nếu mà mọi người đi bây giờ hỏi kiểu giống như hỏi ông Biden hay là đảng dân chủ nói chung hay Nancy Pelosi nói riêng hay là ông Chuck Schumer nói riêng á làm sao để mà cái Bill Back better, làm sao để mà chi trả cho cái Bill Back Better đó mình đã bảo mấy người đó không có biết đường mà trả lời không có biết đường mà trả lời luôn á chính xác là họ vẫn không biết đường trả lời Tại vì à, chúng ta không bao giờ nghe họ trả lời hết đó, họ chỉ, bên phía ông Biden chỉ trả lời đúng một cái khẩu hiệu thôi nghe mình dùng khẩu hiệu là sao họ trả lời giống như là à, cái máy ghi âm mà người này truyền cho người kia, người kia truyền cho người nọ vậy đó. Họ trả lời à, giờ giờ quanh co lắm nói chung là họ trả lời kiểu là ừ nó sẽ cái cái dự luật bill back Better này nè nó sẽ làm có lợi cho người mỹ thế này có lợi cho người mỹ thế kia nó sẽ tạo không có người việc làm cho người mỹ nó sẽ cho người mỹ thêm tiền để người mỹ có thể mua thêm đồ giữa lúc giặt giá tăng hay cái giống gì đó nhưng mà vẫn là cái câu làm sao để mà chi trả cho mấy ngàn tỷ đô của cái Build back Better đó đây thì uh, vẫn là họ sẽ trả lời tiếp như vậy nè thì nó rất có lợi cho người Mỹ tại vì giữa lúc mà giặt giá tăng thì người Mỹ sẽ có thêm tiền à, và người Mỹ sẽ không cần phải lo giặt giá tăng tại vì à, nó sẽ cung cấp tiền cho người Mỹ cũng như là cung cấp tiền vào nền, nền kinh tế. Ok Mr Biden vẫn là cái câu nói cũ làm sao để mà chi trả cho cái bill back better Thì à, người dân Mỹ sẽ rất có lợi không? Mọi mọi người sẽ được nhận thêm tiền, ok các phụ huynh sẽ được nhận thêm tiền, child tax credit nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó đại khái là họ không có biết đường mà trả lời không phải không biết đường mà trả lời mọi người không cái mấu chốt là gì không phải họ không biết vấn đề là gì họ không muốn trả lời tại nếu mà trả lời ra ai mà thèm ủng hộ cái billback bác bây giờ nó làm cái gì đúng không họ không phải là không biết mà họ cố tình giấu ok cho cố tình chê chữ thì đúng hơn chứ không phải không biết họ thừa biết chẳng qua là họ muốn nói những cái điều mà coi như là hay ho nãy mình chia sẻ cho mọi người đó để gì chúng ta quên đi nha à, chứ không ai mà hỏi dai giống như mình nó hỏi con con câu mà hỏi 10 lần vậy đó để không thành ra là cái mấu chốt hiện giờ là gì không có cái, cái kế hoạch nào để mà chi trả cho cái bill back bây đó hết đó tại vì hôm bữa là gì muốn muốn tăng thế doanh nghiệp tăng thế doanh nghiệp đấy khi bên đảng như chủ là bà Christine Sinema họ bà cũng không đồng ý thế là đảng như chủ họ cũng đi tông nữa đi dẹp cái đó ra cái đồ tăng thế nhà giàu cái bài đặt sao xạo, xạo đồ tăng thế nhà giàu mặc dù mọi người nghĩ xem có bao, bao giờ mà con giàu nào mà đóng thế nhiều giống như nghèo không không có Tại giàu người ta có thể mướn cpa có mướn mướn bao nhiêu công ty chiên về thế để mà sắp xếp tiền uh, uh, lên kế hoạch khai thế cho người ta hết rồi làm sao mà đóng thế được Đấy không? chưa kể là gì giàu là người ta có nhiều mối khấu trừ lắm thành ra đến khi mà còn lại không có đóng thế nhiều hết á nhưng mà bỏ qua chuyện đó lên không đi đóng thế bây giờ cũng không được nữa thì bây giờ mọi người xem còn ai để đóng thế là dĩ nhiên phải có người bị đóng thế đúng không nào còn ai để đóng thế dĩ nhiên là người mỹ chúng ta đúng không tại chúng ta không phải là tỷ phú mà chúng ta cũng chả phải là doanh nghiệp nữa chúng ta chỉ là những người dân khá là bình thường thôi thì dĩ nhiên chúng ta sẽ bị đóng thế tại vì chắc chắn là phải có một nhóm người nào đó phải bị đóng thế nếu không đóng thế lấy tiền đâu chi trả cho mấy ngàn tỷ đô đó đây mọi người nghĩ xem ok dĩ nhiên là thành ra là gì bên phía ông Biden đồ này kia đâu có dám nói mà người đâu có dám nói không lẽ nói với người mà không lẽ nhìn vào mặt người Mỹ chúng ta nói gì nè tôi nói cho các anh chị biết nha tôi sẽ đóng thế mấy anh chị đó, ok tôi sẽ đóng thế mọi người ba chục phần trăm bốn chục phần trăm đóng cho mọi người lè lưỡi luôn ok không lẽ mọi người nghĩ xem Biden Nancy Pelosi làm sao mà dám nói câu đó vào mặt chúng ta rồi đấy <laughs> thôi video đó dài xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye